Chào đồ bãi Minh Chín, xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay chào đồ bãi Minh Chín sẽ lại tiếp tục ra một ra mắt các bạn một sản phẩm đó là một chiếc bếp ga Nhật bãi đã qua sử dụng. Chiếc bếp ga được mang thương hiệu được mang thương hiệu Paloma ký hiệu IC333 330SBG do Nhật Bản sản xuất giờ tôi sẽ quay qua phần ngoại thất cho các bạn xem Đấy, phần uh, sườn uh, bếp vẫn còn nguyên sơn của nhật bản sản xuất sơn tính điện các bạn nhé Đấy, mình quay qua một chút về ngoại thất bên đây cũng thế sườn bên đây vẫn còn nguyên sơn và chỉ có những vết xước của vận chuyển và con này tem vẫn còn nguyên các bạn nhé và con này được sản xuất tháng 6 năm 2013 Đấy. và bây giờ tôi sẽ quay qua nội thất cho các bạn xem Đấy. quay qua nội thất các bạn xem cái phần lưới xanh này là là phần nưới chống chuột tôi đã chống chuột tôi đã làm là chống chuột cho các bạn Đấy. tôi sẽ quay chi tiết cái phần nội thất Đấy cái phần này là phần tôn hoa của nước ngoài nhé Vẫn còn sáng nguyên Phần này là phần thoát khí của lướng này Đấy phần tôn hoa này Vẫn còn sáng nguyên này. Đấy Và cái 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 dấu đen là cái dấu xuất xưởng của bếp này Hàng còn này Nói chung con này là Còn rất là nguyên bản Và độ mới rất còn cao Các bạn nhé Đấy Giờ tôi sẽ nói qua về phần tác dụng của bếp và tôi sẽ đại nắp vào để nắp vào giờ tôi sẽ bật bếp lên rồi ok rồi rồi ok và tôi sẽ test cho các bạn phần à, nhiệt độ quá cao chân nồi bị khô nước các bạn nhé à, tôi sẽ đặt một miếng sắt lên Tôi sẽ đặt một miếng sắt lên vì quay video này còn tôi không mang tính chất chuyên nghiệp nên mà nhiều lúc mà hình ảnh nó hơi bị cắt bị ngang một tí thì quý vị và các bạn thông cảm tôi nói qua chiếc bếp một chút trước khi chờ bếp ngắt ga tôi sẽ nói qua đây là một đây là một hộp lắp pin này các bạn này các bạn nhớ phải để ấy cái lẫy lên này đẩy cái lẫy lên rồi rút ra này Đấy, bên trong là mình nắp hai quả pin đại các bạn nhé phần dương nó sẽ ra ngoài này Đấy. thứ hai các bạn sẽ nói đến phần ga ga là các bạn nên chọn đúng van ga của palam uh, uh, palam um chọn đúng van ga chứ đừng nhầm với van công nghiệp vào là không được các bạn nhé nó sẽ nửa nó sẽ to đấy. và đây là một cửa của bếp lấu và đây là một cửa của bếp nấu tiếp và đây là một cửa bếp nướng và được ký hiệu con cá này đấy là một đây là của lò nướng các bạn nhé đây đấy, đây là lò nướng của đấy. đây là lò nướng và đây là có ký hiệu số 3 đây là ký hiệu 3 giây mình rang chẳng hạn như mình rang nạc mà mình muốn cái nửa là ổn định thì mình ấn vào đây 3 giây giữa vào 3 giây thì ngọn nửa sẽ ổn định mình không giữ ở đây thì ngọn nửa nó sẽ nhiệt độ sẽ cao ở lò nó sẽ giảm nhỏ lửa lúc ấy giờ là mình không điều chỉnh được ngọn nửa bắt buộc mình phải ấn vào đây là 3 giây các bạn nhé Đấy. Bây giờ lửa đã giảm đi 50% rồi Mình sẽ chờ phần nửa Phần uh, nhiệt độ đủ từ 250 đến 300 độ C Bếp sẽ ngắt toàn phần Các bạn nhé Đấy. Tôi sẽ quay đây để cho các bạn xem Hôm nay trời rất là nóng các bạn Trời nóng lắm quay trong phòng nó bạn bật ga nên giờ bắt đầu thấy nóng rồi đấy. nói chung là bếp ga nhật là rất là, là, hiện đại và thông minh người nhật người ta sản xuất rất là, và những con bếp mà về đây nhiều con bếp còn mới lắm các bạn ạ người ta dùng gần như còn mới tinh có con mới đến 98 phần trăm các bạn xem kênh và nhớ ủng hộ trợ đổ bãi chúng tôi ấn vào nút kênh để ủng hộ đấy bếp bếp, bếp này đã đã ngắt toàn phần các bạn nhé bếp bên đây đã ngắt toàn phần và tôi sẽ tắt cái phần ga của bếp bên đây đi đấy, còn bếp bên kia tôi đang chờ bếp bên đây Trợ đổ bãi chúng tôi thì có đủ đấy rồi ok Đấy, tôi sẽ ngắt phần bên đây Đấy, tôi sẽ cho cái tấm tôn này xuống đây và tôi giờ tôi test uh, phần 2 test phần 2 là test gió thổi tắt bếp các bạn nhé <cười> Đấy. <cười> Đấy. Giờ tôi chờ trong một uh, vài giây bếp sẽ tự ngắt toàn phần chợ đầu bãi chúng tôi thì có rất là nhiều sản phẩm nhưng mà vẫn là chủ yếu vẫn là bếp ga và xe đạp bãi các bạn nhé Đấy, đã có tiếng tít tít là bếp đã ngắt toàn phần một cửa bếp đã ngắt bên đây ngắt nốt Đấy, bạn chờ tôi một chút rồi tôi sẽ bếp ga tôi sẽ bật Đấy, đã hết đã hết Đấy. cái phần tôi test cho các bạn trước bếp đã hoàn thành và mong quý vị và các bạn ủng hộ kênh và chia sẻ những cái tôi chưa hoàn thành để tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi cái về sản phẩm thì bếp ga chúng tôi còn rất nhiều. Đấy. Hôm nay tôi quay một chiếc này lên để giới thiệu với các bạn Và các bạn có nhu cầu xin hãy liên hệ với số điện thoại 0915 096 215 độ bãi chúng tôi xin chân thành cảm ơn Đấy, đấy là tôi về tắt cái này đi đấy. Và chờ độ bãi xin theo các bạn được dừng video tại đây Xin cảm ơn các bạn